Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn ngữ văn lớp 6 tóm tắt bài 10 trang 103-106. Viết thách thức thứ hai, sáng tạo cùng tác giả. Để có được một cuốn sách thú vị cuốn hút người đọc thì tác giả không chỉ cần tài năng mà còn phải rất đam mê, có cảm hứng, tâm huyết và dành nhiều thời gian, công sức vào việc viết. Cuốn sách là đứa con tinh thần của tác giả. Đọc sách là để hiểu biết về con người, đời sống, xã hội, thế giới tự nhiên và cũng là để hiểu thêm về người viết. Khi đọc sách thì chúng ta không chỉ thưởng thức cảm nhận mà còn có thể sáng tạo cùng tác giả hay là chia sẻ những cái suy nghĩ về một cái vấn đề đời sống mà cuốn sách gợi ra. Có nhiều cách thể hiện kết quả mà em và các bạn thu hoạch được sau khi đọc sách. Hãy lựa chọn một cái hoạt động phù hợp. Sáng tạo sản phẩm nghệ thuật lấy ý tưởng từ cuốn sách đã đọc, viết bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng đời sống được gợi ra từ cuốn sách. Sáng tạo sản phẩm nghệ thuật thì từ cái cuốn sách mà chúng ta yêu thích, các em có thể sáng tạo ra những cái sản phẩm nghệ thuật mới, chẳng hạn như là sáng tác thơ, kể chuyện sáng tạo, vẽ tranh, thể hiện một chi tiết, nhân vật đáng nhớ hoặc là minh họa cho chủ sự kiện truyện tranh. Thì các em có thể tham khảo một số sản phẩm của các bạn học sinh dưới đây. Viết bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng đời sống được gợi ra từ cuốn sách đã đọc. Thì yêu cầu đối với bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng đời sống được gợi ra từ cuốn sách đã đọc, thì các em nêu được tên tác giả và tên sách và tác giả, nêu được cái hiện tượng đời sống gợi ra từ cuốn sách và cái ý kiến của em về hiện tượng đó, sử dụng được lý lẽ và bằng chứng để làm rõ hiện tượng. Tiếp theo, phân tích bài viết tham khảo. Nỗi đau của Kenga và trách nhiệm của con người với môi trường. Trong học kỳ vừa qua, em đã đạt được kết quả học tập tốt. Bố mẹ rất vui mừng và thưởng cho em cuốn sách Chuyện con mèo dạy hải Obai của nhà văn Louis Sepulveda. Câu chuyện kể về cái chết do ngộ độc ván dầu của chim hải âu Kenga đã gợi cho em nhiều suy nghĩ về trách nhiệm của con người đối với môi trường sống trên trái đất. Em không thể quên được hình ảnh Kenga vùng vẫy, tuyệt vọng, toàn thân ngập trong lớp ván dầu. Thứ chất lỏng dính như keo mà loài hải âu coi như là tử thần màu đen của chúng, giờ đây đang ép chặt đôi cánh vào mạng sườn của cô. Con người đã vô tình để dầu tràn từ một con tàu nào đó ra vịnh. Điều này không chỉ xảy ra với vùng biển nơi Kenya và đàn hải âu, hải đăng cắt đỏ sinh sống. Ở rất nhiều nơi khác, biển đã bị ô nhiễm vì dầu tràn, rác thải nhựa, nước thải. Khi môi trường bị ô nhiễm thì sự sống của tất cả các sinh vật trên trái đất đều bị đe dọa nghiêm trọng. Mặt biển, bầu trời, không khí, cánh rừng là môi trường sống của con người, nhưng cũng là ngôi nhà chung của muôn loài. Mỗi người cần làm gì để môi trường sống trên trái đất luôn trong lành và sự sống của mọi vật được bảo vệ? Mùa hè vừa qua, khi đi biển thì em đã cố gắng không dùng bao gói và ống hút bằng nhựa, không vứt rác ra bãi biển. Ở nhà và ở trường, em luôn có ý thức cùng các bạn giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp, sử dụng tiết kiệm năng lượng. Mỗi người trong chúng ta cần cố gắng hạn chế xả rác, khí thải, hóa chất độc hại vào môi trường. Đó có lẽ là cái cách mà ai cũng có thể làm được và là cách ứng xử đúng đắn nhất vì sự sống trên trái đất hành tinh xanh. Cuốn sách Chuyện con mèo dạy hải âu bay đã mang đến cho em những hiểu biết thú vị về thế giới thiên nhiên, những bài học sâu sắc về tình yêu thương, sự sẻ chia. Đặc biệt, cuốn sách đã giúp em hiểu rõ hơn những điều em có thể làm để góp phần gìn giữ ngôi nhà trái đất chung của chúng ta. Bài làm câu học của học sinh. Thực hành viết theo các bước thì mục đích viết ở đây đó là chúng ta trình bày ý kiến để mà chia sẻ về cái hiện tượng đời sống được gợi ra từ cuốn sách. Và người đọc ở đây là thầy cô, bạn bè và những người quan tâm đến hiện tượng đời sống mà em đề cập. Một nhỏ trước khi viết, chúng ta lựa chọn đề tài. Thì chọn một cái cuốn sách em yêu thích và suy nghĩ về một hiện tượng đời sống mà cuốn sách gợi ra.
Tìm ý thì điều em muốn biết liên quan tới cuốn sách nào, ai là tác giả của cuốn sách đó, chi tiết sự việc, nhân vật nào trong sách để lại cho em ấn tượng sâu sắc nhất. Chi tiết sự việc, nhân vật đó khiến em suy nghĩ đến hiện tượng đời sống nào, em có ý kiến như thế nào về hiện tượng đó. Lập dàn ý thì các em sắp xếp các thông tin và ý tưởng theo một cái trật tự phù hợp. Dàn ý của chúng ta gồm 3 phần: mở bài, giới thiệu tên sách, tác giả và hiện tượng đời sống mà cuốn sách gợi ra. Thân bài nêu ý kiến, suy nghĩ về hiện tượng, nêu lý lẽ và bằng chứng để làm rõ cái ý kiến về hiện tượng cần bàn luận. Trình bày cụ thể về chi tiết sự việc, nhân vật gợi lên cái hiện tượng cần bàn. Kết bài thì nêu tầm quan trọng, ý nghĩa thực tế của hiện tượng đời sống được gợi ra từ cuốn sách. Hai nhỏ viết bài thì khi viết bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng đời sống được gợi ra từ cuốn sách đã đọc, thì các em cần lưu ý chúng ta triển khai cụ thể các ý đã nêu trong dạng ý. Phân biệt các phần mở bài, thân bài, kết bài có thể tách ý chính ở trong thân bài thành các đoạn. Chỉnh sửa bài viết thì các em đọc lại bài văn đã viết để đảm bảo là tính chính xác của tên sách nè, tên tác giả và các chi tiết sự việc nhân vật. Viết đúng chính tả, dùng từ ngữ và câu phù hợp, sắp xếp các ý chặt chẽ. Tiếp theo, bài làm tham khảo, viết bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng đời sống được gợi ra từ cuốn sách đã đọc. Tác phẩm Cô bé bán diêm của Andersen đã phát họa nên một cái bức tranh đầy thương cảm với số phận, cảnh ngộ của cô bé bán diêm. Thông qua hình ảnh của cô bé bán diêm thì nhà văn không chỉ khơi dậy trong chúng ta sự cảm thương sâu sắc với số phận của cô bé mà còn đề cập đến vấn đề tình người trong cuộc sống. Trong xã hội kia, đâu phải chỉ riêng có một cô bé bán diêm khốn khổ, bất hạnh mà còn vô số những cái hoàn cảnh bất hạnh hơn gấp nhiều lần. Tuy nhiên, nhà văn đã khéo léo xây dựng nên một cái cảnh ngộ của em và kết thúc với bi kịch đầy nghiệt ngã. Cô bé bán diêm phải đi bộ khắp các con phố để mà bán những bao diêm, ngày nào cũng như ngày nào. Em chẳng những không được đi học, được vui chơi mà còn phải lao động vất vả, do chính người cha vô dụng bắt em phải làm. Cả một ngày em phải chịu cái rét, cái đói, tới đêm cũng chưa có cái gì vào bụng. Em sợ về nhà, không dám về nhà vì ngày hôm đó em không bán được bao diêm nào. Nếu em về thì sẽ bị cha đánh. Giữa đêm giao thừa, mọi người đều quay quần bên nhau trong những căn nhà ấm cúng, trang hoàng, ăn những bữa tiệc cuối năm bên những người thân yêu nhất. Ấy vậy mà trên vỉa hè nơi xó tường kia, em lại phải chịu đói, chịu rét một mình, cô độc và lạnh lẽo. Chẳng có gì để ăn, chẳng có chỗ để ở và cũng chẳng được sưởi ấm. Bởi vậy ta mới thấy tình người trong hoàn cảnh đó, mới ái ngại làm sao. Mọi người thì thừa dường như chỉ biết quan tâm và lo lắng cho hạnh phúc của mình, mà quên đi những đồng loại, những cái hoàn cảnh khó khăn đang mong chờ họ ra tay giúp đỡ. Cô bé bán diêm đã chết ngay giữa đêm giao thừa hôm đó, thật xót xa và đáng thương khi em đã phải chết một cái chết nghiệt ngã. Từ cái chết của cô bé bán diêm, nhà văn muốn chúng ta phải thực sự nhìn nhận và thức tỉnh về tình người. Ở đâu đó và ở ngay trong hoàn cảnh của cô bé bán diêm đã không có sự hiện hữu của tình cảm. Giữa con người với con người không một ai quan tâm hay là xót thương cho em. Từng dòng người cứ đi qua thờ ơ lạnh lùng. Đó chính là cái phản ánh về chính chúng ta trong xã hội này. Còn biết bao nhiêu em nhỏ mồ côi cha mẹ, không người thân thích, đang rong ruổi kiếm miếng ăn qua ngày. Biết bao gia đình hoàn cảnh khốn khổ, không đủ cơm ăn, không đủ áo mặc. Chúng ta phải nghĩ đến trách nhiệm của mình đối với họ. Là một thành phần của xã hội thì chúng ta cần giúp đỡ nhau để cùng tồn tại và phát triển. Giống như câu tục ngữ lá lành đùm lá rách, những số phận ấy không may mới phải chịu cảnh bất hạnh, chúng ta may mắn hơn họ, chúng ta phải biết cảm thông và chia sẻ giúp đỡ họ để cuộc sống này thêm phần tốt đẹp hơn. Đó là điều ý nghĩa nhất mà trong tình cảm giữa con người với con người nên có. Chuyện cô bé bán diêm chính là khơi dậy lòng nhân ái bao dung và nhân hậu, biết cảm thông, chia sẻ giữa con người với nhau.
Mỗi người đều có trách nhiệm của mình đối với số phận và cuộc đời của những người như cô bé bán diêm. Như vậy thì đến đây các em vừa cùng cô theo dõi một ngữ văn lớp 6 sau khi xem xong. Thì các em thấy thích, các em hãy chia sẻ mọi người cùng xem và đừng quên đăng ký kênh thầy Lim để theo dõi những video tiếp theo nhé. Cô chúc em học tốt và chào tạm biệt các em.